Nếu như hôm nay mà khách hàng nào đang ngồi trước màn hình điện thoại mà trong tâm lý của mình, trong đầu của mình đang nghĩ rằng muốn mua một chiếc xe số tự động 7 chỗ ngồi mà phân khúc dưới 300 triệu thì hãy nhấc máy ngay cho em ạ. Nhấc máy và gọi ngay cho em 0354602790. Vì rằng hôm nay là bên em Lê Hương Ô Tô Hải Dương có về thêm một chiếc xe Kia Carren số tự động đẹp mà giá chỉ có dưới 300 triệu thôi nhá. Số tự động đây ạ. Còn bây giờ thì em sẽ quay chi tiết để khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng chiếc xe Kia Carren 7 chỗ ngồi số tự động bên em. Với lớp sơn màu đồng đẹp này, hay còn gọi là cái màu vàng cát ấy, nhìn rất là trung tính luôn. Đèn halogen kết hợp với đèn bi salon và có cả đèn phá xương cho em, tạo nên một cụm đèn pha cực kỳ to bản và sắc nét này. Và em này có đèn gầm đầy đủ này. Lưới tản nhiệt đặc trưng của chiếc xe Kia Carren, hai bên đèn pha này cực kỳ sắc nét luôn. Đăng ký 7 chỗ ngồi và là số tự động đời 2010, động cơ trang bị của em nó là 2.0 nhá. Lên cho em một bộ la răng 5 chấu kép nhưng mà rất là đẹp. Và phanh ABS cực kỳ cho em này, rất là đẹp, chống bó cứng này. Phanh ABS này, la răng này cực kỳ đẹp rồi. Gầm bệ thì cao, lốp thì còn tương đối thôi. Nếu mà nói về bộ lốp thì là còn tương đối. Xấu thì không phải xấu mà đẹp long lanh cũng không phải đẹp long lanh, gọi là đi đến vài năm nữa đi. Gương kính thì em cam kết liền đời theo xe. Đời số 9 này, đời 2009 này. Mà xe là 2010 nhé. Động cơ trang bị là 2.0. Em cũng quay luôn cả đăng ký đăng kiểm này đến tháng 8 2022. Bây giờ đang là tháng 6 rồi, còn 2 tháng nữa thôi. Nếu như mà hết thì em sẽ bao luôn khách hàng nhà mình ạ. Nói chung là 7 và với giá là 270 triệu để mà sở hữu được một chiếc xe Kia Carren 7 chỗ ngồi số tự động, thì em nghĩ là với phân khúc này và với những cái bác mà đang muốn mua một chiếc xe chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ thì cũng không phải lăn tăn quá là nhiều đâu ạ. Vì xe còn rất là đẹp luôn, từng con ốc thì em cũng quay chi tiết này. Xe thì có trang bị 4 quả loa to bản và thêm 2 con loa chép nhỏ phía trên này. Táp ly thì đẹp căng luôn. Có giá để đồ cá nhân này. Và phần dưới này là mềm da mềm cho em nhé, không phải là nhựa cứng đâu ạ. Keo chỉ cánh cửa em cũng quay luôn để khách hàng nhà mình thấy rõ là tình trạng của xe như thế nào. Một bộ ghế da này cực đẹp cho em luôn, với lớp sơn màu đen, hai cái má ghế các bác nhìn này. Da cực kỳ căng mọng luôn. Không hề có dấu hiệu là bị nhăn hay bị rách ạ. Điều hòa thì mát lạnh, động cơ là 2.0 7 chỗ ngồi và quan trọng là giá. Xe đẹp hay xe xấu vẫn quan trọng là giá đúng không ạ? Chất lượng xe đã ok rồi nhưng mà giá mà không ok là không vào việc được đâu ạ. Nên là em cũng tự tin em báo giá trực tiếp luôn, 270 triệu đời 2010, Kia Carren số tự động đẹp. Gương kính thì cam kết liền đời. Tay nắm cửa thì cũng ốp mạ chrome đẹp rồi. Điều hòa thì mát lạnh luôn nhá. Các bác nhìn cho em này, bản Kia Carren này thì có cả cửa lock cho em ạ. Bản này có cửa lock đầy đủ nhá. Đèn trần có 3 vùng luôn, 1, 2, 3. Thay vào đó điều hòa cũng có luôn này. Hàng ghế thứ hai cũng có điều hòa cho em nhé. Và hàng ghế thứ ba cũng có điều hòa cho em. Các bác hoàn toàn yên tâm, dù mình ngồi ở hàng ghế nào, khoang nào cũng đều mát như nhau. Không phải là cứ ngồi khoang trên mới là mát đâu ạ. Thiết kế cực kỳ tinh tế luôn, xe của gia đình mà. Đây là điều hòa mát là một trong những yếu tố để khi các hàng ngồi xe 7 chỗ ngồi cho em này. Táp ly cánh cửa nào em cũng cố gắng này, quay thật là kỹ, thật chi tiết này. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh, còn khi các bác lưu thông trên đường sợ rằng mình đang tập trung lái xe không để ý được con cái này, chốt móc khóa vào cho em thì con không thể tự ý mở cửa được đâu ạ. Nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. La răng thể thao, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cả 4 bánh cho em. Xe thì đăng ký 7 chỗ ngồi mà giá thì có 270 triệu mà nó còn là số tự động nữa. Đây, Kia Carren này. Các bác nhìn form dáng đẹp không ạ? Có cả giá để đồ trên cao nhá. Đèn hậu phía sau thiết kế thì cực kỳ to bản cho em. Và có cả cam hành trình phía sau cho em. Các bác nhìn cam hành trình phía sau này. Mở khoang cốp của chiếc xe Kia Carren này lên, nếu như ngồi đủ là 3 hàng ghế ngồi thì khoang cốp chừa lại không đáng kể đâu ạ. Nhưng mà gập xuống như thế này thì khoang cốp cực kỳ lý tưởng cho em. Có cả cái kệ để nước này, rất là tinh tế luôn, hai bên đều có này. Quay luôn cả khoang cốp cho khách hàng nhà mình cũng như là từng con ốc nhỏ nhất này, máng nước hai bên này.
lốp sơ cua của chiếc xe Kia K đen này thì sẽ được thiết kế là nằm ở dưới gầm như này nhá. Thiết kế là cực kỳ tinh tế luôn. Còn đây chỉ là khoang cốp của xe cũng như là hàng ghế thứ ba thôi. Đừng quên hotline của em Lê Hương ạ, 0354602790. Nhấc máy lên để được em Lê Hương tư vấn này. Đứng xong mé bên đây để khách hàng nhìn này. Không hề có một cái đường nào mà nó không thẳng cả. Tất cả những đường dập lồi cực kỳ thẳng luôn. Phanh ABS, la răng thể thao, gương kính này liền đời theo xe. Từng cái khoảng ô kính này bé nhất cũng là liền đời theo xe cho em. Mở cửa ra đây ạ, móc khóa này, hàng ghế này thứ hai này, hàng ghế thứ ba này, điều hòa nóng lạnh đầy đủ cho em từng khu vực từ hàng ghế nhé. Bốn quả loa to bản này, phần này là phần da mềm không phải là nhựa cứng đâu ạ. Móc khóa chè nhỏ cánh cửa còn nguyên cho em. Keo chỉ thì em cũng quay luôn để khách hàng nhà mình cùng nhìn nhé. Bước lên khoang động cơ máy móc đây thì em bước luôn vào nội thất này. Em lùi cái ghế lên một chút, chân hơi dài bước vào nó hơi ngắn này. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay này. Sticker này. Còn đây là táp ly cửa bên cánh cửa bắt tay, một trong những cánh cửa mà sử dụng nhiều nhất đây. Gương kính này cụp chỉnh auto tự động cho em. Keo chỉ zin em cũng quay luôn nhé. Bước chân lên, ngồi vào cái hàng ghế khoang, hàng ghế của bắt tay đấy ạ. Ghế ra để căng mọng chắc chắn cho em. Kia Rio có hai túi khí an toàn. Một ở bên vô lăng này. À bạn này có một túi khí an toàn ở bên bắt tay thôi. Còn cần số đây ạ, cực kỳ sắc nét cho em, có màn hình nhưng cỡ vừa thôi. Sấy sưởi kính điều hòa, lấy gió trong ngoài còn nguyên cho em nhé. Đây, rất là mát luôn. Có tẩu thuốc luôn các bạn ạ. Có tẩu thuốc luôn. Hộc để đồ này. Cái kẹ tì chống mỏi tay này thì cũng để được cho em một chút gì đấy là các bác mà. Đây, các bác nhìn đây. Nếu như có quỹ đen dấu vậy ok đấy các bạn. Đồng hồ này hiển thị này, xe chạy order. Nhìn luôn cho em order chuẩn 10 vạn. Điều hòa đây ạ, mát lạnh luôn. Vô lăng cũng có tích hợp các phím bấm tăng giảm volume cho em này. Túi khí an toàn và còi làm ở giữa nhé. Vô lăng thì bỏ cái áo ra rồi, nhìn thì nó hơi bé một chút nhưng cầm rất là vừa tay luôn. Cửa lóc này, thích nhất là chiếc xe 7 chỗ ngồi mà có cửa lóc như thế này. Còn bây giờ thì em sẽ ra mở ra khoang động cơ của chiếc xe. Để khi các bác nhìn vào cái video này của em, có ưng ý, có chốt cọc mua xe em không ạ? Đừng quên rằng địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Cũng như là số hotline của em là 0354602790 ạ. Đây ạ, em sẽ mở này, chống cái này xuống nhé. Khoang động cơ máy móc của xe, chiếc xe Kia K đen đời 2010 đây ạ. Giá chào bán 270 triệu. Động cơ trang bị là 2.0. Ủ giảm chấn giảm sóc các bác nhìn xem này. Còn nguyên bấm đinh tán này. Keo chỉ còn nguyên, động cơ này cực kỳ sạch sẽ và khô ráo nhá. Đó, các bác nhìn đi ạ. Thẩm định cùng em ạ. Cảnh báo này. Nước làm mát còn đẹp cho em luôn. Quay lên nắp cabo để khách hàng nhà mình cùng nhìn keo chỉ này. Lốt bấm đinh tán này, lốt cắt này. Những cái nào mà tròn xe thì là còn nguyên nhá các bác nhá. Nếu như mà nó biến dạng là có vấn đề rồi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về chiếc xe Kia K đen 7 chỗ ngồi bên em Lê Hương ô tô Hải Dương ạ. Mà giá chào bán thì bao nhiêu ạ? Không đến 300 triệu đâu, chuẩn giá chỉ có 270 triệu thôi ạ. Nhấc máy lên và gọi ngay cho em đi ạ, 0354602790. Để được em Lê Hương tư vấn nè. Giá mà em Hương đề ra thì em sẽ bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình. Và cam kết luôn là xe bên em không đâm xô, không ngập nước. Phạt nguội em cũng đã check rồi. Cam kết giữa bên mua và bên bán bằng giấy tờ văn bản hẳn hoi, không phải chỉ nói không đâu ạ. Còn bây giờ nhá, thì em xin chào và hẹn gặp lại. Nếu như sau video này khách hàng nào mà thích một chiếc xe 7 chỗ ngồi số tự động thì hãy nhấc máy lên nhé. Đừng quên khung giờ quen thuộc của em 19 giờ các ngày, tức là 7 giờ tối ạ. Em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại.